Nhân chứng nói gì vụ mẹ kế bị con riêng của chồng sát hại ngay trong phòng trọ ở Bình Dương. Lời khai nam sinh lớp 9 đoạt mạng người trước cổng trường. Xe máy tông nhau làm một người tử vong, hai người bị thương. Bắt đối tượng đấm vào mặt công an. Phạt Grab 60 triệu đồng vì bản đồ vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống thưa quý vị liên quan tới vụ mẹ kế bị con gái riêng của chồng sát hại trong phòng trọ ở bình dương gây xôn xao dư luận vừa qua người dân sống xung quanh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa trước sự qua đời đột ngột của nạn nhân theo nhân chứng kể lại cô con gái từ quê mới lên chơi với ba và mẹ kế được một ngày thì xảy ra án mạng đau lòng Liên quan tới vụ án mạng xảy ra vào sáng ngày 14 tháng 4 trên địa bàn phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhiều người dân sống xung quanh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước cái chết của nạn nhân. Một người phụ nữ sống gần hiện trường cho hay, nạn nhân là mẹ kế chứ không phải mẹ ruột của hung thủ. Cô gái mới lên chơi với ba và ở lại qua đêm. Đến sáng ngày 14 tháng 4 thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Theo người phụ nữ này, đêm ngày 13 tháng 4, nhiều người sống trong dãy trọ không nghe thấy tiếng động gì bất thường từ phòng trọ của nạn nhân, không biết có mâu thuẫn hay hung thủ có bị khùng. Vấn đề về thần kinh hay không mà nhỏ này mới ở dưới quê lên, nó cao giáo và đẹp gái lắm. Người phụ nữ cũng cho biết thêm, ba của cô gái đi làm ca đêm, tối ngày 13 tháng 4 chỉ có cô gái và mẹ kế nạn nhân ở phòng. Sáng ngày 14 tháng 4 khi cha của cô gái về phòng trọ thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong. Hai người chắc mới quen nhau thôi, cả hai cũng lớn tuổi rồi nên không có con. Người đàn ông quản lý dãy nhà trọ cho hay, cả hai người đàn ông và nạn nhân mới chuyển về đây thuê trọ được hơn một tháng. Thời điểm ông có mặt khi nhận được tin báo có án mạng và vào bên trong phòng thì thấy có nhiều vết máu và một con dao Thái Lan bị cong. Người này cho hay cô gái gọi nạn nhân là mẹ kế, nghi là hung thủ, ngồi trong phòng sau khi gây án. Khi công an đến, cô gái không chống cự và được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Chiều ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Trung, sinh năm 1986, quê ở Vĩnh Long để điều tra. Cơ quan điều tra xác định chính Trung đã ra tay sát hại mẹ kế của mình là bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1964, quê ở Đắk Lắk, trong nhà trọ trên đường D9 khu 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Lời khai của Trung phù hợp với các chứng cứ tại hiện trường mà cơ quan điều tra thu thập được. Tuy nhiên, hiện tại Trung có biểu hiện thần kinh không được bình thường nên cơ quan điều tra chưa làm rõ động cơ cũng như nguyên nhân gây án. Theo ông M, cha của Trung, sáng cùng ngày khi ông đi làm thì Trung và Nguyệt xảy ra mâu thuẫn cãi nhau dẫn đến hậu quả đau lòng. Được biết sau khi sát hại mẹ kế, Trung gọi điện thoại báo cho cha mình rồi điện thoại báo công an qua tổng đài 113. Khi công an đến hiện trường, bà Nguyệt đã tử vong, còn Trung thì ngồi bên cạnh, trên người dính đầy vết máu. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, liệu hung thủ có thật sự có vấn đề về thần kinh hay không? Cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ án mạng này như thế nào? Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, các vụ án liên quan tới thanh thiếu niên thường xuyên xảy ra với mức độ vô cùng nghiêm trọng. Điều nguy hiểm là những đối tượng đó hầu hết còn đang ở độ tuổi vị thanh niên, có những tội phạm còn đang ngồi trên ghế nhà trường tội ác mà chúng phạm phải xảy ra trong trạng thái vô cảm, tàn nhẫn đến mức dư luận phải băng hoang. Mới đây, một nam sinh lớp 9 ở Sóc Trăng đã dùng hung khí sát hại một thanh niên 17 tuổi tử vong trước cổng trường. Vậy nguyên nhân do đâu khiến cho học sinh này có thể ra tay tàn độc đến như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Theo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang bắt giữ đối tượng N.Q.K., sinh năm 2008, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vì hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, đối tượng ca khai nhận, trước đó một ngày, ca có xảy ra mâu thuẫn với một bạn nữ học cùng lớp. Đến sáng ngày 13 tháng 4, khi đi học, ca thấy bạn nữ đó đứng cùng anh LVV, sinh năm 2006, ngụ ở phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, trước cổng trường, thì cho rằng nữ sinh đưa thiếu niên này đến để kiếm chuyện với mình để tự vệ, ca đã lấy con dao sẵn trong cốp xe ra để cầm và giấu sau lưng. Sau khi ca gửi xe bên ngoài rồi đi bộ về phía cổng trường, khi đi ngang qua chỗ bạn nữ thì về dùng tay túm cổ áo trước ngực của ca. Lúc này ca dùng dao hung khí ra tay với về khiến cho nam thanh niên này gục xuống. Ngay sau khi gây án, ca liên lạc về cho gia đình biết sự việc và đến cơ quan công an đầu thú. Còn nạn nhân về được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ có thể nói hiện tượng học sinh giải quyết mâu thuẫn gây ra án mạng đang gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp là nỗi chăn trở của nhiều gia đình và là nỗi bức xúc của toàn xã hội vậy nên cần có những biện pháp xử lý nghiêm khắc từ pháp luật chính quyền đoàn thể các cấp nhà trường để ngăn ngừa tình trạng này Mỗi một gia đình cũng cần có một nền tảng giáo dục con cái nhất định. Các bậc cha mẹ cần có kiến thức để bảo vệ con cái, hỗ trợ, giúp cho con giải tỏa trong mọi vấn đề, từ đó giảm sự bùng phát tức giận trong con trẻ để không dẫn đến những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe máy đang lưu thông trên quốc lộ 9 thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe chạy ngược chiều. Vụ việc khiến cho một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng. Thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Đa Crong, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 35 phút ngày 13 tháng 4 tại km 10 650 quốc lộ 9 tại địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam lộ. Thời điểm này, Trần Thanh Vinh, 19 tuổi ở xã Cam Thành, huyện Cam lộ và Trần Nhật Tiến, 18 tuổi ở thị trấn Cam lộ, huyện Cam lộ chưa xác định được người điều khiển, đi trên xe máy 74G1 20476 lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng huyện Cam Lộ, Đông Hà. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy 74C1 40019 do ông Cáp Xuân Thành, 66 tuổi, ở phường 3, thành phố Đông Hà, điều khiển đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cho ông Thành tử vong. Vinh và Tiến bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng nhận được tin báo các chiến sĩ cảnh sát giao thông trạm đa crong cùng các cơ quan liên quan đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tai nạn giao thông đã lấy đi nhiều thứ như sức khỏe tài sản hạnh phúc của mỗi gia đình hơn hết là đã cướp đi tính mạng của con người để không còn dai dẳng những nỗi đau từ tai nạn giao thông mỗi người dân phải cùng chung tay nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, xã hội và hãy lái xe bằng cả trái tim. Hiện nay có nhiều vụ việc người dân chống người thi hành công vụ xảy ra. Mới đây công an tỉnh Bắc Giang đang xử lý vụ việc đại úy công an bị một người đàn ông hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân là do can ngăn mâu thuẫn vợ chồng. Vậy mức phạt đối với hành vi chống người thi hành công vụ là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 4, Đỗ Văn Đông và vợ là Lưu Thị Hiền, sinh năm 1985, xảy ra cãi vã, sổ sát tại nhà riêng, thuộc địa bàn thôn Liên Khuyên, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc trên, hai cán bộ công an xã là Đại úy Nguyễn Văn Hiệp và Thượng sĩ Nguyễn Trọng Thế đã tới hiện trường để xác minh. Tại đây, các cán bộ công an đã đứng ra làm việc với ông Đông nhưng bị người đàn ông này quát tháo, xô đầy, đuổi cán bộ công an ra ngoài. Khi đại úy Hiệp tiếp tục giải thích về nhiệm vụ của mình thì bất ngờ đông tấn công vào mặt, trúng đuôi mắt trái. Tổ công tác công an cùng một số người dân đã có mặt tại đó đã khống chế, bắt giữ đông, sau đó lập biên bản, bàn giao đối tượng và các tài liệu chứng cứ cho công an huyện Lục Nam. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Đông đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Xét thấy hành vi của đối tượng này đã phạm vào tội chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình Sự. Ngày 13 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Đông để điều tra xử lý theo quy định. Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lục Nam tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Những hành vi chống người thi hành công vụ cần được lên án, pháp luật cần có những biện pháp xử lý để gian đe những người khác. Thưa quý vị, liên quan tới việc bản đồ ứng dụng Grab không thể hiện đầy đủ chủ quyền biển đảo Việt Nam, mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt công ty Grab Việt Nam 60 triệu đồng và phải triển khai các biện pháp ngăn ngừa sự việc tương tự. Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị vừa xử phạt công ty Grab Việt Nam 60 triệu đồng theo điểm B khoản 7, điều 102 nghị định 1 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sở thông tin và truyền thông cũng đề nghị công ty grab việt nam phải cam kết khắc phục cũng như triển khai các biện pháp ngăn ngừa sự việc tương tự trong tương lai và chấp hành đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo Sở Thông tin và Truyền thông, qua công tác quản lý nhà nước và thông tin đăng tải trên các phương tiện báo chí liên quan tới vụ việc, hình ảnh bản đồ không thể hiện đầy đủ quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa trong bản đồ ứng dụng Grab vào ngày 8 tháng 4 năm 2023. Sở đã làm việc đối với công ty Grab Việt Nam để làm rõ các nội dung vi phạm. Qua làm việc, đại diện công ty đã thừa nhận việc bản đồ điện tử trên ứng dụng Grab thể hiện sai lệch chủ quyền quốc gia Việt Nam. Nguyên nhân vi phạm được xác định xuất phát từ việc Grab sử dụng bản đồ mã nguồn mở OpenStreetMap để làm bản đồ nền, sau đó chỉnh sửa, địa phương hóa dữ liệu phục vụ, vụ việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Đại diện công ty cũng thừa nhận việc thiếu sót trong khâu kiểm duyệt dữ liệu bản đồ của Grab Việt Nam dẫn tới sự việc nêu trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, Grab đã huy động nhân sự, tập trung khắc phục sự cố, cập nhật dữ liệu bản đồ nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị, để đảm bảo nhu cầu đi lại thuận lợi cho người dân thủ đô trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí lực lượng phối hợp, phân luồng chống ủn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố tại 57 vị trí, đặc biệt là khu vực bến xe khách liên tỉnh, các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ của thủ đô. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, sẽ bố trí địa điểm tại 50 vị trí thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông và giờ cao điểm, huy động 181 người trên một ca trực, đồng thời bố trí lực lượng tại 7 vị trí xung quanh các bến xe khách liên tỉnh. Ngoài thời gian quy định, lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm chủ động nắm bắt tình hình giao thông trên địa bàn quản lý để kịp thời bố trí lực lượng, không để ủn tắc giao thông kéo dài ngoài bố trí lực lượng phân luồng chống ủn tắc giao thông thanh tra sở giao thông vận tải hà nội sẽ tập trung xử lý xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình dừng đỗ đón trả khách trái quy định các tụ điểm bến cóc xử lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách hoạt động như tuyến cố định tổ chức tụ điểm đón khách tập trung gây mất trật tự an toàn giao thông Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra tăng cường xử lý xe taxi dừng đỗ trái quy định tại các cổng bệnh viện, nhà ga, trung tâm thương mại, khu vui chơi, lễ hội, xe taxi che biển kiểm soát, xe buýt không đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách, xe nhái thương hiệu xe buýt. Thưa quý vị, thời gian qua, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được kiểm soát tốt và chưa ghi nhận sự xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số ca mắc có chiều hướng tăng và mới đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện hai chùm ca bệnh COVID-19 ở trường học. Trong đó, một chùm ca bệnh tại lớp học của trường trung học cơ sở Lê Văn Tám và một khu ở ký túc xá nội trú. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ổ dịch này được phát hiện tại một lớp học của trường trung học cơ sở Lê Văn Tám với 9 học sinh mắc COVID-19. Các trường hợp mắc COVID-19 này được phát hiện từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 4 tại một lớp học Hiện tại, các em đang được cách ly tại nhà, sức khỏe ổn định và trong lớp này không có phát sinh thêm ca mới. Về tình hình dịch chung của toàn thành phố, cơ quan này cho biết có 39 ca mắc COVID-19 trong ngày 13 tháng 4. Trong đó, một chùm ca bệnh với 9 học sinh tại trường trung học cơ sở Lê Văn Tám và một chùm ca bệnh với 17 học sinh nữ tại ký túc xá trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông mắc COVID-19. Đến sáng ngày 14 tháng 4, khi nhân viên y tế tiếp tục test nhanh, phát hiện thêm một trường hợp. Những ca mắc này ban đầu có các triệu chứng sốt, ho, đau đầu, mệt mỏi. Hiện tại họ đang được theo dõi và cách ly tại nhà. Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19, huyện Tiên Yên đã tổ chức cách ly tại chỗ, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu ký túc xá, tuyên truyền học sinh thực hiện nghiêm túc 5K. Đặc biệt, đeo khẩu trang khử khuẩn tại phòng học và test nhanh tại chỗ 100% học sinh, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Trước thực trạng số ca mắc Covid-19 có chiều hướng gia tăng, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế, sở, ngành địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ dịch Covid-19 văn bản nêu rõ, hệ thống y tế chỉ lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ để xét nghiệm, giám sát các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, xử lý triệt đề các ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng, đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời để đánh giá đúng khả năng có thể xuất hiện làn sóng mới của dịch bệnh tại địa phương. Cùng với đó, tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng để tổ chức hiệu quả công tác tiêm, thường xuyên giả soát tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại cho các nhóm đối tượng để đảm bảo hiệu quả bảo vệ của vaccine trong công tác phòng chống dịch. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, khuyến cáo người dân khi có triệu chứng nghi ngờ cần chủ động tự cách ly tại nhà để phòng lây nhiễm cho những người xung quanh. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15 tháng 4, một đợt không khí lạnh yếu tràn về Bắc Bộ khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt. Từ ngày 16 tháng 4, mưa rông ở Bắc Bộ giảm dần, trời xuất hiện nắng về trưa và chiều. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời chuyển mưa rào nên nhiệt giảm nhẹ từ ngày 15 tháng 4 khối không khí lạnh này nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m sẽ gây mưa rông diện rộng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ Bắc Trung Bộ trong hai ngày 15 và 16 tháng 4, trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ trong hai ngày cuối tuần từ 20 đến 22 độ C, riêng vùng núi phía Bắc dưới 20 độ C. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng sớm ngày 15 tháng 4, khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Từ ngày 16 tháng 4, mưa rồng ở Bắc Bộ giảm dần, trời xuất hiện nắng về trưa và chiều. Từ đầu tuần tới, mưa chấm dứt, nắng nóng cục bộ xuất hiện. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 15 tháng 4 như sau. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rông. Cục bộ có mưa to, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rông. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Riêng khu Tây Bắc từ 30 đến 33 độ C. Có nơi trên 33 độ C. Khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Từ gần sáng có mưa, mưa vừa, rông và cục bộ có mưa to. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Riêng phía Nam có nơi trên 29 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại